bị ném đá, chỉ vì vô tư nằm ngủ ở sân bay, nam ca sĩ Tuấn Hưng bức xúc lên tiếng. Nam ca sĩ Tuấn Hưng đang trong những ngày chạy sâu tất bật ở Mỹ. Theo chia sẻ của ông bố ba con, anh có 5 đêm liên tục không ngủ vì chuẩn bị và biểu diễn ở các chương trình ở hải ngoại. Cùng với đó, lịch di chuyển dày đặc khiến Tuấn Hưng chỉ kịp chợp mắt ở sân bay, bà đâu ngủ đó. Nam ca sĩ cũng chia sẻ hình ảnh nằm ngủ tại sân bay ở Mỹ vì quá mệt do chạy lịch trình. Tuấn Hưng chạy sâu liên tục ở Mỹ, phải tranh thủ nằm ngủ ở sân bay. Tuy nhiên, những hình ảnh này vô tình lại khiến một vài cư dân mạng cảm thấy khó chịu. Nhiều người để lại bình luận chỉ trích Tuấn Hưng kém văn minh, là người nổi tiếng nhưng lại ngủ vạ vật ở nơi công cộng. Ngoài ra, Tuấn Hưng còn bị cho thiếu lịch sự khi không cởi giày và nằm dài ra ghế dành cho người ngồi. Một vài cư dân mạng lên tiếng chỉ trích Tuấn Hưng kém văn minh, lịch sự khi nằm ngủ vạ vật tại sân bay. Đáp trả lại những lời tiêu cực này, Tuấn Hưng bức xúc lên tiếng. Nam ca sĩ cho hay ở những nơi như sân bay, người đi nếu mệt mỏi thiếu ngủ có thể tìm chỗ để ngồi, nằm, thậm chí là chợp mắt một chút. Ai chịu khó mang gối theo thì nằm cho sướng. Với đường bay dài toàn 4,5 tiếng cộng thêm thời gian ngồi chờ 2 tiếng sẽ không chịu nổi. Về việc mang cả giày lên ghế để nằm ngủ, Tuấn Hưng cho hay những việc này là tâm lý như ở nhà, tháo ra để xuống đất sẽ có nguy cơ mất cắp. Ở phương Tây những việc này là bình thường, sân bay nào cũng vậy. Video liên quan Tuấn Hưng bức xúc khi bị cho không lịch sự vì ngủ tại sân bay ở nước ngoài. PT, theo Thế giới Trẻ Let's Blog Ads, Oi.